Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái hàm cơ bản, đó là hàm đếm số lượng ô chứa số trong phạm vi. Thì trong cái quá trình mà chúng ta làm việc thì sẽ gặp những cái trường hợp, ví dụ như là đây nó có ô này, nó có cả chữ cả số đúng không? Thì chúng ta sẽ làm sao để chúng ta biết được cái này nó có những cái giá trị, nó cái số lượng đúng không? Những cái ô mà nó có giá trị chữ số này, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm count, tức là đếm ấy, sẽ để có đưa được cái hàm này ra để cho bằng count nhập đánh vào này đúng không ạ. Sau đấy chúng ta sẽ mở ngoặc, sau đó chúng ta quét các phạm vi mà chúng ta cần đếm đúng không ạ. Thì ở đây là chúng ta sẽ ở đây quét từ C2 đến C27, ô C2 đến ô C27. Thế thì ở đây sau chúng ta sẽ đóng ngoặc Enter đúng không ạ. Nó sẽ cho thấy là chúng ta sẽ có 18 giá trị ở đây trong cái cột này đúng không ạ. Có 26 này, chúng ta sẽ có 26 cái ô này đúng không ạ, mà chúng ta sẽ đếm được có 18 giá trị là có số đúng không ạ. Còn lại là nó có chữ này thì nó sẽ không đếm đúng không ạ. Cảm ơn các chị đã theo dõi, chúc các anh chị thành công.